7 bức tượng vô tình cử động khiến cho cả thế giới vô cùng bất ngờ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Cho mình hỏi là các bạn đã bao giờ nhìn thấy một vật gì đó vô tri vô giác mà lại tự dưng cử động được hay chưa? Hãy comment ngay trải nghiệm thú vị đó cho mình biết nhé. Và các bạn thân mến, cứ tưởng chừng như tượng thì chỉ có thể đứng im và không thể cử động được, nhưng không ít nơi trên thế giới, mọi người đã ghi lại những khoảnh khắc mà nhìn những hình khối này lại hoàn toàn có thể cử động mà không cần bất cứ một tác động vật lý nào. Vậy thì thực hư ra sao? Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về 7 bức tượng có thể cử động được và để xem điều gì bất ngờ có thể xảy ra nhé. Vị trí đầu tiên đó chính là bức tượng Chúa Giêsu mở mắt. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với một sự hiện diện của các đấng siêu nhiên khiến cho nhiều người tranh luận rằng đây là điều vô cùng bất khả thi. Được biết, bức tượng Chúa Giêsu ở nhà thờ Salitilo của bang Coahuila de Zaragoza của Mexico được các con trên ngoan đạo ghi lại cảnh tượng hãi hùng này khi trong một phút chốc, bức tượng bỗng nhiên mở mắt trợn trừng nhìn mọi người rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Hiện tượng này khiến cho các nhà công giáo và các nhà khoa học tìm hiểu tượng thần đến từng chân tơ kẽ tóc và họ kết luận rằng đoạn phim trên không hề được chỉnh sửa mà hoàn toàn là sự thật. Còn đối với những người theo đạo Thiên Chúa thì đây là bằng chứng quá rõ ràng cho việc Chúa Giêsu thực sự có tồn tại. Có bạn nào ở đây theo đạo Thiên Chúa hay không? Còn mình thì dù không theo đạo Thiên Chúa nhưng mình luôn tin vào sự tồn tại của Chúa và thần Phật đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một bức tượng của một đất nước đã rất nổi tiếng về những lời nguyền. Vị trí thứ hai, tượng Ai Cập tự chuyển động. Cho mình hỏi là các bạn có hay xem và yêu thích tìm hiểu về Ai Cập cổ đại hay không? Hãy comment ngay điểm danh nếu như các bạn có sở thích giống như mình nhé. Các bạn thân mến, đế chế Ai Cập cổ đại thì luôn chứa ẩn rất nhiều những bí ẩn mà tính đến nay con người cũng chưa thể nào khám phá ra được. Và đặc biệt là các lời nguyền có thể tồn tại hàng nghìn năm với nhiều chi tiết đáng sợ. Các bạn biết không, điển hình nhất là bức tượng Nebsenu đang tọa lạc ở bảo tàng Manchester đã khiến cho người nhân viên an ninh ở đây được một phe khiếp vía khi nó có thể xoay mặt vào hướng bên trong mà không hề có bất cứ một tác động nào từ phía bên ngoài. Theo như thông tin thì bức tượng này có chiều cao 25,4 cm, được tạng khắc vào khoảng 1800 trước công nguyên và nó đã được tặng cho bảo tàng Anh vào năm 1933. Điều khiến cho người ta khiếp sợ đó là nó như thể được đem theo lời nguyền cổ xưa của các vị Ai Cập cổ đại. Sự kiện bức tượng tự xoay này đã khiến cho một nhà khảo cổ học người Anh phải sử dụng phương pháp tua chậm để theo dõi hành vi của nó và theo như đoạn video thì nó không bao giờ tự xoay quá 180 độ. Ui giời, đúng là hú hồn thực sự luôn. Nếu như các bạn gặp phải tình huống như vậy thì các bạn sẽ làm gì? Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé. Và ngay sau đây, không phải là một bức tượng đâu, mà là mấy cái liền có hành vi bất ngờ luôn. Vị trí thứ 3, thần Ganesha. Các bạn biết không, người Ấn Độ thì luôn có đức tin rất mãnh liệt vào các vị thần Hindu và có thể do đức tin đó nên những bức tượng của họ đã truyền đến thông điệp rằng những vị thần vẫn luôn tồn tại. Các bạn thân mến, vào năm 2013, các bức tượng thờ thần Hindu ở trên toàn thế giới đã xảy ra một hiện tượng vô cùng thú vị khi các hình khối điêu khắc này có thể uống được sữa. Chuyện là một người đàn ông ở New Delhi, Ấn Độ nằm mơ thấy thần Ganesha, một vị thần của sự thành công rất khát sữa. Tỉnh dậy thì ông này thành tâm mang một ít sữa đến lễ tại ngôi đền Bila Mandi, một trong các ngôi đền Hindu linh thiêng lớn nhất thủ đô New Delhi. Với tất cả sự kính trọng, cầu mong cho các vị thần khỏe mạnh để mang lại sự bình yên cho các tín đồ. Ông đã múc một thìa sữa đầy, rồi đưa lên miệng pho tượng thần voi Ganesh xem như là một nghi lễ. Và hiện tượng bất ngờ diễn ra khi sữa trong thìa đã tự cạn mà không cần bất kỳ một tác động vật lý hay có sự can thiệp của con người. Dần dần, các pho tượng khác cũng đều có thể làm được điều tương tự khiến cho người dân xung quanh đó lại càng có niềm tin mãnh liệt hơn vào đức tin của mình. Còn các bạn thì sao? Nếu bạn tin vào hiện tượng trên là có thật thì hãy comment ngay là tôi tin ở bên dưới phần bình luận nhé. Và tiếp theo là một bức tượng biết khóc nhưng mà khóc không bình thường đâu. Vị trí thứ tư, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Các bạn ạ, vào năm 2018, đoạn phim về bức tượng này đã khóc gây xôn xao trên khắp đất nước của Argentina. Rất đông người hành hương đã đổ xô tới nhà của gia đình cô Rosana Mendoza Frias ở thị trấn Metan của Tây Bắc Argentina để tận mắt chứng kiến tượng Đức Mẹ Maria tiếp tục khóc ra máu. Thoạt nhìn thì cứ tưởng như là bức tượng này có thể lắp đặt một cơ quan ở bên trong, nhưng theo lời kể của gia chủ thì khi mua nó về, nó không hề có thể làm được như vậy, thậm chí còn được đặt trong tủ kính nên không thể có chuyện máy móc can thiệp được vào đây.
Quả thật là đáng sợ khi mà bức tượng khóc ra những chất lỏng hệt như là màu của máu lăn dài trên đôi má, khiến cho không ít người phải hoảng sợ. Theo bạn, lý do gì khiến cho Đức Mẹ Maria lại khóc như vậy? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Và tiếp theo, không chỉ là các bức tượng linh thiêng mới có thể cử động được, mà kể cả đặt trong công viên cũng có thể di chuyển đấy. Vị trí thứ 5, tượng Bạch Tuyết. Nhắc đến nàng Bạch Tuyết xinh đẹp thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cô công chúa vô cùng đáng yêu, luôn gắn liền với tuổi thơ của bất cứ trẻ em nào. Chính vì vậy mà hình tượng Bạch Tuyết cũng được rất nhiều nơi tạc thành tượng đấy. Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ mà chưa ai có thể giải thích nổi, đó là tượng Bạch Tuyết ở trong một công viên Disney bỏ hoang tại Mexico đã được một người khách tham quan bất ngờ ghi lại được cảnh bức tượng này chớp mắt, khiến cho người đó phải hú vía vì dám tự thử thách bản thân khi mà đi vào nơi đó. Hiện tượng này thậm chí còn được một chương trình thực tế tại Mexico dành nguyên cả một thời gian dài để kiểm chứng và xem lại liệu đó có phải là sự thật hay không, hay chỉ là một kỹ xảo điện ảnh được ghép vào nhằm hù dọa mọi người mà thôi. Tuy nhiên thì mình chắc là phải cho họ điểm 10 khi mà đêm nào cũng vác cái máy quay vào trong cái nơi đáng sợ ấy để rồi xem bức tượng nó có chớp mắt hay không. Nhưng điều mình chắc chắn rằng nó sẽ không chớp mắt đâu, vì bao nhiêu người nhìn như thế thì con gái nhà người ta cũng phải biết xấu hổ chứ nhở. Ở đây có bạn nào là fan của Bạch Tuyết hay không thì hãy comment ngay là tôi yêu Bạch Tuyết cho mình biết nhé. Và tiếp theo là một bức tượng Jesus còn có thể di chuyển rất là chân thực luôn. Vị trí thứ 6, tượng Chúa Giêsu cử động đầu. Đến đây thì mình chắc phải gọi Mexico là cái nơi nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ thú bậc nhất thôi, vì hình như Chúa Giêsu rất thích thăm Mexico thì phải. Được biết, theo trang Delimo, một bức tượng Chúa Giêsu đã cử động phần đầu trong một buổi diễu hành của đạo Công giáo tại Satilo của Mexico, làm cho mọi người tin rằng đó là một dấu hiệu của Chúa Trời. Dĩ nhiên, khi đoạn ghi hình được tung lên mạng thì rất nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là do tác động của máy móc hay chỉ là ảo tưởng của những người quay phim thôi. Còn mình thì không tin là như vậy, vì nó được ghi lại sờ sờ ngay trước mắt như thế kia cơ mà. Và cuối cùng là một bức tượng Phật đã khiến cho nhiều người hoài nghi về tính chân thực của nó. Vị trí thứ 7, bức tượng Phật ở Kuala Lumpur. Nơi đây là một nơi có tín ngưỡng tôn giáo linh thiêng, tuy nhiên sự kiện bức tượng cử động chắc là điều đó hoàn toàn mới mẻ chứ không giống như ở Mexico đâu. Vào năm 2011, một lữ khách đã ghi được cảnh bức tượng Phật ở Kuala Lumpur, Malaysia, mấp máy môi, lồng ngực phập phồng và còn phát sáng nữa đấy. Hiện tượng này diễn ra trong một giờ đồng hồ trước sự ngỡ ngàng của hàng nghìn người. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh và thời gian đó quá khó để có thể phân biệt được nên nhiều người vẫn còn nghi vấn về tính xác thực. Còn đối với các Phật tử thì không có gì để chối cãi được, vì đoạn video trên chính là sự hiện hữu của đấng toàn năng rồi đấy. Quả là một hiện tượng khó có thể giải thích đúng không nào? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chứng kiến 7 bức tượng hoàn toàn cử động khiến cho cả thế giới cực kỳ bất ngờ. Bạn ấn tượng với bức tượng nào nhất và bạn có tin rằng những bức tượng này có thể cử động được hay không? Hãy comment ngay bày tỏ suy nghĩ của bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho kênh TV một like, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay và hấp dẫn nhất hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.